Chào mừng anh em đã trở lại với kênh Dụng Cụ Hình Gia. Hôm nay là ngày 21 tháng 8 anh em ha. Thì hôm nay em lại tiếp tục làm chương trình Black Sale để cho anh em nào có nhu cầu mua thì anh em có thể mua ha. Thì hôm nay em sẽ Black Sale cái con M21CV230N. Thì con này hiện tại nó có tổng cộng là 5 màu. Thì trước em có làm cái clip cho anh em coi rồi đó. Thì hôm nay thì em không có giới thiệu lại ha. 5 màu bao gồm là màu vàng, màu xanh của Boss, màu xanh của Makita, màu vàng của Dewar, màu đỏ của Milwaukee và màu xám của Pledge ha. Thì anh em nếu mà muốn coi chi tiết của từng màu của sản phẩm thì anh em có thể coi lại trong những cái video mà em up đợt trước cách đây vài hôm á, thì anh em có thể coi được chi tiết ha. Thì hôm nay em cũng sẽ làm cái chương trình Black Sale, sẽ bán một cái con này với giá cực kỳ sốc để cho anh em nào có nhu cầu thì anh em có thể mua. Và tiếp tục là Black Sale cho cái con M21VT55NCB. Thì đợt trước cũng có một số anh em chưa có mua được. Thì đợt này nếu mà anh em có coi được clip này thì anh em có săn được thì anh em có thể săn nha. Và sẵn tiện thì em cũng chia sẻ luôn là tất cả những cái mà chương trình Black Sale của em đưa ra thì tất cả em đều có bán thật nha. Anh em nào mà muốn mua thì anh em cứ liên hệ em. Nếu mà những cái sản phẩm mà số lượng em bán chỉ có 1-2 con á, thì những anh em đã chốt trước rồi thì những anh em tới sau thì anh em thông cảm giùm em. Còn em đã đưa lên thì chắc chắn là em đều có bán nha. Rồi thì hai cái mã này ha, sau khi mà kết thúc Black Sale hai cái mã này thì em sẽ giới thiệu cho anh em những cái con mà laser. Thôi để làm lên cho anh em những cái con laser trước đi, rồi chương trình Black Sale để phần sau cho nó hấp dẫn nha. Rồi anh em nào mà đang quan tâm cái con M21CV230N và VT55NCB thì anh em cố gắng coi hết clip này để có thể là chốt được những cái chốt được hai sản phẩm này với giá thật là tốt nha. Rồi thì về cái dòng laser của Depton á thì nó có tổng cộng là 5 dòng nha. 4 mã ha. 4 mã thì trong đó có hai mã là 5 tia, một mã 12 tia và một mã là 16 tia. Thì bữa giờ có rất là nhiều anh em yêu cầu làm cái laser rồi nhưng mà em chưa có thời gian em làm. Hôm nay thì em sẽ lên cho anh em đủ 4 mã luôn. Thì cái ưu điểm của những cái sản phẩm laser của Depton á thì em cũng có qua bên nhà máy bên cái văn phòng của cái kho của Depton rồi, thì bên đó họ có một cái phòng để cân chỉnh cái tia laser này ha, phòng cân chỉnh này, tức là có một cái anh ảnh chuyên gia ảnh ngồi ảnh cân chỉnh tất cả những cái máy này trước khi xuất khỏi kho. Và đồng thời á thì bên Depton họ có cái hệ thống cân chỉnh nó chuẩn ha. Còn ví dụ như đối với những cái đơn vị khác thì cái việc cân chỉnh của họ thì nó gọi là nó không có chuyên nghiệp bằng đó, tạm gọi là như vậy đi. Rồi và một cái nữa là tất cả các sản phẩm laser của Depton á thì chế độ bảo hành của nó là bảo hành 6 tháng và sẽ được cân chỉnh miễn phí trong vòng 12 tháng, tức là trong quá trình em xài thì nó sẽ có cái độ là T. Thì anh em cứ đem qua bên chỗ trung tâm bảo hành của Depton thì họ sẽ cân chỉnh miễn phí lại cho anh em đó, nếu mà anh em nào mà thấy nó lệch đó. Rồi vậy đầu tiên là cái mã là DKLS0502. Cái mã này là mã giá rẻ nhất của trong phân khúc laser của Depton ha. Đây là mã 0502 thì bao gồm 5 tia nha anh em. Bây giờ em sẽ mở máy ra cho anh em coi. Tất cả các cái sản phẩm laser của Depton nó đều là tia xanh hết anh em, 5 tia đây ha. Thì anh em có thể coi sơ về thông số của máy này. Để anh em coi trên cái hộp đi cho nó dễ, rồi xíu nữa em mở máy ra cho anh em coi đó. Thì anh em có thể nhìn thấy nè. Rồi cái diode nó là 532mm 10mW ha. Rồi cái phạm vi làm việc của nó là 10m ha. Đây 10m. Rồi cái gì đây, cái độ sai lệch của nó là 2mm/5m. Rồi khả năng làm việc ở ngoài trời, ở trong gọi là trong điều kiện ánh sáng mà bình thường là 50m ha, còn ở ngoài trời tức là được 30m. Ở ngoài trời thì những cái tia sáng á, khi mà làm việc ở ngoài trời á thì nó bị lẫn với cái tia sáng á, nên là cái phạm vi làm việc của nó sẽ thấp hơn ha. Rồi đó, đây là những thông số cơ bản của máy ha. Bây giờ thì em sẽ mở máy lên cho anh em coi. Tất cả các sản phẩm laser của Depton thì nó đều được trong một cái hộp nhựa như thế này. Tại vì về cái sản phẩm laser thì nó cần được bảo quản rất là cẩn thận nha anh em. Tại vì anh em mà nhiều khi có nhiều anh em không cẩn thận mà cứ đem cái máy đi mà bật ở chế độ on á, đem đi á thì nó sẽ rất là dễ bị lệch tia.
nên là anh em thấy là nó sẽ được bọc rất là kỹ ha, phần xốp này. Rồi đi kèm theo máy nó sẽ có một cái phiếu bảo hành nha anh em, phiếu bảo hành hai viên pin đó anh em, là hai viên pin là đủ cho anh em xài cả ngày rồi. Rồi một cái cục sạc adapter ha, rồi một cái kính nữa, và cuối cùng là cái máy. Bây giờ em sẽ cắm pin vào để cho anh em coi. Cái hộp này thì chắc là em bỏ qua một bên ha cho nó gọn. Rồi. Đây là dòng 5 tia nha anh em, dòng 5 tia. Ok. Rồi, bên này mở máy lên. Rồi anh em có thể nhìn thấy nè. Thì tất cả các sản phẩm của Depton nó đều có hai cái chế độ ha. Cái con 5 tia này nó sẽ có hai chế độ, tức là chế độ tự cân bằng và chế độ mà và chế độ khóa tia. Đó thì để chuyển đổi giữa hai cái này thì anh em chỉ cần nhấn vào cái nút này để giữ nè. Đó. Cái này là chế độ khóa tia nha. Khóa tia nghĩa là sao? Khóa tia nghĩa là khi mà anh em có nghiêng nè, cái này nó nghiêng quá cái phạm vi cho phép thì nó vẫn cái tia nó không có bị nhấp nháy ha. Còn bây giờ em sẽ chuyển qua cái chế độ mà tự cân bằng cho anh em coi. Đó, cái việc chuyển đổi thì anh em chỉ cần giữ cái nút này ha. Đó, bây giờ ví dụ em nghiêng là nó sẽ bị nhấp nháy như thế này thì anh em biết là nó chưa cân bằng. Thì anh em để lại bình thường thì nó cân bằng, nó sẽ hết nhấp nháy nha. Và đặc biệt á, anh em có thể thấy nè, nó sẽ có những cái điểm rất là sáng ha. Đó, điểm rất là sáng. Nó có những cái điểm rất là sáng, thì những cái điểm này á, ví dụ như trường hợp mà anh em có thể làm ở ngoài nắng gì đó thì anh em có thể nhìn vào những cái điểm này để canh chỉnh nè. Đó, đây điểm này ha. Rồi điểm này là rồi cái điểm mà giao nhau của hai tia nữa ở phía dưới đó, có những cái điểm rất là sáng nha. Nó cứ cách khoảng thì nó sẽ có những cái điểm sáng giống vậy. Rồi thì làm cách nào để mình biết được cái tia nó có chuẩn hay không ha? Thì đối với tia ngang á thì anh em chỉ cần là xác định một cái điểm ha. Ví dụ như anh em xác định một cái điểm tại vị trí này, sau đó anh em xoay ha. Đó, ví dụ như để em mở máy tia lên rồi anh em xoay nè. Đó, anh em xoay thì coi cái xác định cái này thì anh em xác định cái tia ngang chứ. Tia ngang này, anh em xác định một cái điểm ở dưới này đi. Đó, bắt đầu xong anh em xoay vòng tròn ha. Đó, coi nó có bị lệch hay không. Nếu mà nó không có bị lệch thì nghĩa là cái máy nó đang chuẩn nha nè. Đó, ví dụ em này em đang xoay này ngay chỗ cái tay em nè. Đó. Ha. Còn đối với cái tia đứng thì sao? Tia đứng á, thì anh em xác định hai cái điểm ha. Tia đứng thì anh em xác định hai cái điểm, một cái điểm dưới này, ví dụ một cái điểm chỗ này và một điểm trên này. Đó, rồi anh em xoay cái tia qua. Tức là cái đối với tia này thì hai cái điểm đó nó nằm vị trí này. Rồi anh em có thể xoay qua đây thì coi nó có trùng hay không. Nếu nó trùng á thì nghĩa là cái máy của anh em nó đang còn chuẩn nha anh em. Nó còn nếu mà nó lệch thì nghĩa là cái máy này nó đang bị sai. Rồi, ở phía trên á thì nó sẽ có cái điểm dội tâm luôn nha. Nó có một cái điểm dội, điểm ví dụ điểm giao này. Rồi ở phía dưới á thì nó sẽ có một cái điểm dội tâm, thì kiểu như để cho anh em làm cầu thang hay gì đó. Đó. Anh em thấy màu đỏ này. Ok ha. Thì cái mẫu này là mẫu rẻ nhất của Depton nha. Cái mẫu này là mẫu rẻ nhất của Depton, mã nó là DK LS0501 ha. 5 tia, 5 4 tia đứng và một tia ngang. 4 tia đứng và một tia ngang. Rồi. Cái con này thì giá của nó là 1 triệu giá của nó là 1.360.000 nha anh em. 1.360.000 ha. Rồi tiếp tục em sẽ lên cho anh em là cái mã là DKLS0502. À 0501 chứ. Cái mã này là 0502 nè. Em tiếp tục là sẽ lên mã DKLS0501. Thì nó 0501 nó cũng gần giống như 0502 nha. Đó. Ồ cái này mã 16 tia rồi. Lộn. Đây là mã 0501 ha. 0501 thì nó cái máy nó sẽ hơi khác một xíu. Về thông số nó thì cũng gần giống như cái kia nha, gần giống ha. Nhưng mà con này thì nó sẽ có cái chỉnh cái độ sáng nha anh em. Cái tia sáng nó sẽ sáng hơn. Rồi bây giờ em sẽ lấy ra cho anh em coi. Thì em sẽ để hai cái máy luôn. Để hai cái máy cho anh em có thể là so sánh. Hai con này thì cái giá nó sẽ chênh lệch nhau nha anh em. Đó, cái bộ sản phẩm đi kèm thì nó cũng y chang cái con kia luôn. Nó bao gồm là hai pin, một sạc với một cái kính hộp đựng bằng nhựa. Rồi bây giờ em sẽ bỏ cái pin vào. Rồi, ok. Khởi động lên.
Đó, anh em có thể thấy nè, hai cái tia thì cái độ sáng nó sẽ khác nhau một xíu ha. Độ sáng nó sẽ khác nhau một xíu nha. Cái loại 0502 là siêu sáng nha. Anh em có thể nhìn vào trong này anh em thấy nè. Cái tia mà ở phía trên á là tia của cái con 0501 ha. Còn cái tia ở phía dưới là tia của 0502. Đây, em để nó gần nhau để anh em có thể so sánh. Đó, cái tia 0502 nó sẽ 0501 nó sẽ sáng hơn 0502 ha. Sáng hơn khá là nhiều đó. Rồi, nó sẽ có chế độ, cũng vẫn có chế độ tự cân bằng và chế độ khóa tia nha. Y chang luôn. Nói chung hai con này nó giống, hoàn toàn giống nhau. 4 tia đứng và 1 tia ngang, nhưng mà con mà 0502 á thì nó sẽ chế độ siêu sáng. Đó, anh em không biết là anh em có nhìn thấy kỹ không, nhưng mà ở ngoài á thì nhìn rất là kỹ, thấy cái độ mà lệch màu của nó rất là kỹ nha anh em. Độ lệch màu của nó thấy rất là kỹ ha. Đó, ví dụ như cái tia bên trái là của con 0501. Còn bên phải là của 0502, cái tia bên trái nó sáng hơn khá là nhiều nè ha. Đó, anh em có thể nhìn thấy. Rồi ok, thì cái giá của con 0502 á, 0501 là 1.430.000 ha. 1.430.000, nó mắc hơn đâu đó khoảng gần 200.000. Rồi ok, tắt đi. Rồi tiếp tục là lên con cho anh em con 12 tia. Đó, 12 tia thì nó cũng đựng trong cái hộp như thế này nha anh em. Tất cả các sản phẩm của Deadtong nó đều đựng trong cái hộp. Rồi con này thì nó nhiều cái đồ chơi hơn nè. Nó nhiều cái đồ chơi hơn ha. Rồi bộ nó cũng là bao gồm hai pin ha, hai pin một sạc. Rồi cái bộ này thì nó không có kèm kính nha, nhưng mà bộ này thì nó có cái remote nha anh em. Đó, cái con này thì nó sẽ khởi động cái nút này. Rồi cái con này là 12 tia ha, 12 tia. À, tổng cộng là cũng là 1 tia ngang và còn lại là bao nhiêu đây, mấy tia này nó sẽ xoay quanh nè. Một, hai, sáu tia, 3 tia xoay quanh 360 độ nha anh em. Đó, nó bao gồm 12 tia ha, 12 tia. Tức là nó sẽ là, ở đây anh em thấy nè, nó có tổng cộng là 3 mắt đúng không? 3 mắt, mỗi mắt 4 tia thì nó sẽ có tổng cộng là 12 tia ha. 12 tia, ok. Rồi, con 12 tia này thì giá của nó là 1.650.000 ha. Về cuối cùng là con 16 tia. Con 16 tia thì nó có nhiều cái đồ chơi hơn xíu nữa. Đó, bây giờ lên cho anh em con 16 tia. Con 16 tia thì độ sáng nó có vẻ là nó sáng hơn cái con 12 tia một xíu nha anh em. À, này nó nhiều quá. Đó, nói chung là hình dạng như thế này. 16 tia thì nó nhiều hơn, nó vòng nhiều hơn ha. Đó, con 16 tia thì giá của nó là 1.750.000. Đó, thiết kế của con 5 tia, hai con 5 tia thì thiết kế gần giống nhau. Còn con 12 tia với lại con 16 tia thì cũng thiết kế gần giống nhau nha anh em. Tất cả những dòng máy của Deadtong á, dòng laser của Deadtong đều là được bảo hành 6 tháng. Và hỗ trợ cân chỉnh miễn phí cho anh em là trong vòng 12 tháng ha. Rồi hôm nay thì em sẽ sale cho anh em cái con 5 tia này. Đó, con 5 tia ha. Mã là 0502 nha.
0502 thì giá của nó là 1.360.000, nhưng mà hôm nay em sẽ bán cho anh em hai con đi, bán hai con với giá là 1.090.000 nha. Đó, 1.090.000 con 5 tia này, 5 tia xanh nha anh em, 1.090.000, giá quá rẻ luôn, 1.090.000 ha, 5 tia, bao gồm là 4 tia dọc và 1 tia ngang nha. Còn những cái con mà con 0502 nè, con 0501 rồi con 12 tia với con 16 tia, nếu anh em nào có nhu cầu thì anh em có thể inbox với em ha. Rồi, đối với những cái con còn lại á, thì anh em nào có nhu cầu mua thì anh em có thể nhắn tin cho Zalo giùm em để em báo giá chi tiết hơn nha. Còn cái con riêng cái con mà 0502 mà con 5 tia, con 5 tia á, 5 tia thì giá của nó là 1.360.000, thì em sẽ sale cho anh em giá là 1.090.000, nhưng mà chỉ có hai con duy nhất thôi ha. Hai con thôi nha. Anh em nào mua chốt sớm thì sẽ được ha. Còn anh em nào mà chậm tay á, thì chắc là phải mua với giá là 1.360.000. Rồi, ok. Cái điểm mạnh của những cái con laser của Decton á, tức là họ sẽ có cái đơn vị mà kiểu có cái chỗ để chỉnh, cân chỉnh á, nên là cái độ chính xác nó rất là cao nha anh em. Anh em xài một thời gian sẽ nó sẽ có bị cái độ mà sai lệch á, thì bên hãng nó sẽ chỉnh lại cho mình. Rồi, quay lại về cái sale, về cái black sale của hai cái con này, thì hai con này thì em sẽ bán mỗi mã cũng là sẽ hai chiếc ha. Mỗi mã sẽ hai chiếc cho anh em. Con M21CV230N và con VT55NCB hôm nay bán đồng giá cho anh em luôn. Bán bao nhiêu đây ta? Rồi, sale cho anh em giá 590.000 luôn nha. 590.000. Mỗi mã hai con thôi nha anh em. Mỗi mã hai con ha. 590.000. Anh em nào mà chốt sớm á, thì sẽ em sẽ giao ha. Còn ví dụ những anh em nào mà chốt trễ quá thì chắc là anh em chờ đặt sau giùm em. Đó. Rồi, chắc là video hôm nay kết thúc tại đây ha. À, sẵn tiện thì ngày thứ sáu, ngày 25 tháng 8 thì em sẽ làm cái buổi live stream có nhiều cái chương trình khá là hấp dẫn, như là chương trình đấu giá nè, rồi chương trình mà flash sale nè, rồi quà tặng nè. Đó, với lại là hôm đó thì em sẽ ngồi để trò chuyện chung với tất cả các anh em luôn. Nếu mà anh em có nhu cầu nào cần giải đáp thì em sẽ giải đáp trong hôm đó. Và đặc biệt sắp tới em sẽ làm thêm một số thương hiệu khác nữa ha. Nên là anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì anh em có thể nhấn vào đăng ký kênh giùm em. Rồi, với lại anh em xem được video này thì cho em xin một like ha, để cho YouTube nó gọi là được đề xuất nhiều hơn. Rồi, cảm ơn anh em. Xin chào và hẹn gặp lại.